Rồi hello bạn, chào mừng bạn đã đến với kênh YouTube về chiều cao của Thanh Như con. Thì đến với video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có thạc sĩ và chuyên gia dinh dưỡng cô Cẩm Vân. Đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ bàn về những cái sai lầm mà rất là nhiều bạn gặp phải trong cái vấn đề phát triển chiều cao về cái mặt dinh dưỡng. Đó. Thì hôm nay cô Cẩm Vân sẽ phân tích cho các bạn những sai lầm phổ biến nhất nha. Chào tất cả các bạn. Như các bạn đã biết được là chế độ dinh dưỡng thì có thể quyết định tới 50 đến 60% cái vấn đề sức khỏe nói chung của mình cũng như là vấn đề tăng trưởng chiều cao. Thế còn đâu là nếu như mà trong tăng trưởng chiều cao mà phân tích tất cả các yếu tố từ gen di truyền, từ môi trường sống, từ ăn uống, từ tập luyện thì cái phần ăn uống này nó cũng chiếm từ 30 cho đến 35% trong số là 5 6 cái yếu tố như vậy. Nên có thể nói rằng là dinh dưỡng thông qua con đường ăn uống nó vô cùng quan trọng đối với sức khỏe và tăng trưởng chiều cao. Nên là ở đây á, trong cái quá trình mà Vân làm việc với các em mà đang trong cái quá trình tăng trưởng chiều cao thì Vân rút ra được là mấy cái điều sau mà các em hay mắc phải. Cái điều đầu tiên đó là vì là đang ở độ tuổi teen mà các con ăn quá nhiều ngọt. Đấy, khi mà ăn quá nhiều ngọt như vậy á thì ngọt chủ yếu đến là đường tinh luyện hoặc là đấy, đường tinh luyện vẫn còn là tốt, còn có thể là đường hóa học, còn các cái chất mà tạo ngọt nữa thì nó tạo ra một cái, đấy chính là một cái nguồn gọi là chất oxy hóa rất là cao, làm cho các con già nhanh, lão hóa nhanh, xương khớp và các cái tế bào đều lão hóa rất là nhanh, đều không tốt đến với cái việc là tăng trưởng chiều cao nói riêng và phát triển chung của các con. Đó, và ngoài ra ấy, thì khi mà chúng ta ăn các cái đồ mà có quá nhiều ngọt như vậy thì có nghĩa là cơ thể chúng ta dư năng lượng và rất dễ là dẫn đến cái tình trạng là béo phì thừa cân. Và béo phì thừa cân ảnh hưởng như thế nào tăng chiều cao thì chúng ta cũng đã có một cái video khác rồi, có đúng không ạ? Cái sai lầm tiếp theo trong cái vấn đề ăn uống mà các con hay gặp phải đó là ăn quá mặn. Trời ơi, con gái của Vân cũng vậy, ăn là quá mặn, liên tục phải điều chỉnh các con. Bởi vì khi mà các con ăn quá mặn thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến gan, ảnh hưởng trực tiếp đến thận và ảnh hưởng trực tiếp đến các cái cơ quan mà sản sinh ra các cái hormone về tăng trưởng, nên là cũng sẽ là ảnh hưởng đến cái việc là tăng trưởng chiều cao. Cái điều thứ ba, sai lầm thứ ba mà các con gần như là bé nào cũng thích nè, đó chính là ăn quá độ nhiều đồ chiên rán. Đó, vì đồ chiên rán thì sẽ hấp dẫn hơn so với đồ luộc, đồ hấp rất là nhiều. Nhưng đồ chiên rán đó, thứ nhất là nếu như chiên ở nhà mình ấy thì các mẹ lại hay dùng chiên bằng dầu, và chiên dầu thì rất dễ nhanh để nhận được cái chất béo chuyển hóa nó đi vào trong cùng với thức ăn. Còn nếu như chúng ta lại còn ăn cái đồ chiên rán mà ở bên ngoài đường phố nữa hoặc ở nhà hàng nữa thì họ còn tiết kiệm hơn gia đình của chúng ta rất là nhiều. Họ dùng cái dầu nhưng còn được chiên đi chiên lại là nhiều lần thì cái nồng độ, cái hàm lượng chất béo chuyển hóa nó còn nhiều hơn nữa, nên là nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình oxy hóa và lão hóa của tế bào của chúng ta, và thậm chí trong đó có cả tế bào xương, nên chúng ta không thể nào mà cao được. Đó, cái điều nữa đó là ăn quá cay và quá nóng. Cái từ cay thì chúng ta rất là dễ hiểu đúng không ạ? Cái từ nóng ở đây không phải là nóng bởi là thức ăn nóng bởi nhiệt độ, mà là nóng ở đây ví dụ như là quá nhiều hạt tiêu, quá nhiều các cái chất kích thích gây nóng thì nó làm cay và nóng thì nó ảnh hưởng cực kỳ nhiều đến gan. Và khi gan nó là cái cơ quan mà điều tiết và sản xuất ra rất là nhiều các cái enzyme trong cơ thể của chúng ta, trong đó có cả enzyme về các cái hormone về tăng trưởng chiều cao nữa, và các cái chuyển hóa và tổng hợp các cái chất dinh dưỡng nữa, nó ảnh hưởng đến gan nên sẽ ảnh hưởng đến cái việc là tăng trưởng chiều cao của các bạn. Một cái điều nữa đó là cái đồ ăn nhanh, thì nếu như mà đồ ăn nhanh, đồ ăn đường phố, đồ ví dụ như là các cái thức ăn mà mua veo một cái được ngoài đường phố đúng không ạ, đó thì nó sẽ bao gồm tất cả những cái yếu tố trên, vừa cay vừa nóng vừa nhiều dầu mỡ vừa quá mặn quá ngọt vân vân, nó đều ở trong đấy cả, thì đều là không tốt cho sức khỏe. Cái nữa đó là đồ uống có cồn. Đồ uống có cồn thì đương nhiên là không tốt cho tất cả mọi đối tượng chứ không riêng gì là tăng trưởng chiều cao, và đặc biệt các con đang ở độ tuổi tăng chiều cao đồng nghĩa với việc là các con đang ở trong cái tuổi lớn và phát triển toàn diện thể chất, tất cả các cơ quan khác nữa, thì khi mà đồ uống có cồn vào nó tác động ảnh hưởng đến toàn bộ các cơ quan chứ không riêng gì đến tăng trưởng chiều cao. Đó, còn lại là thức uống có ga. Đó, thì là chúng ta đã có riêng một cái video nói về thức uống có ga rồi đúng không ạ? Và cái phần là nhịn ăn sáng cũng là một cái sai lầm cực kỳ lớn trong việc là tăng trưởng chiều cao. Và đặc biệt là đối với những bạn mà thừa cân béo phì, các bạn sẽ nghĩ rằng là ồ, mình béo như thế này, mình to như thế này thì mình phải nhịn ăn, nên là sẽ là nhịn ăn bữa sáng là dễ nhất bởi vì mình vội nữa mà, nên là mình sẽ nhịn bữa sáng và nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là tăng trưởng chiều cao cũng như là ảnh hưởng đến cái việc phát triển toàn diện của cơ thể. Thì đó chính là 2, 4, 6, 8 cái vấn đề
8 cái sai lầm mà mọi người hay mắc phải nhất trong cái quá trình là để tăng trưởng chiều cao cũng như là để chăm sóc sức khỏe. Em nghĩ là mình ăn uống không đa dạng, rồi nhiều nàng, rồi thiếu chất nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đúng không? Đúng rồi. Nếu chúng ta chỉ là thích ăn một cái khẩu vị nào đó, mình sẽ ăn miết cái đó thì là nó cũng không có tốt cho, vì nó sẽ bị thiếu hụt và nó bị mất cân bằng nữa. Còn một cái nữa thì là Vân sẽ tặng cho các bạn, nhưng mà sẽ làm riêng một cái video để cho nó trọn vẹn. Đó là vậy thì nếu như để tránh mắc sai lầm như thế thì làm như thế nào để chúng ta có một cái bữa ăn nó rất là đảm bảo chuẩn về để tăng trưởng chiều cao, thì Vân sẽ tặng các bạn ở trong video sau. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Thấy hay thì bấm like và share ủng hộ cho tụi mình nhé. Để bạn